cuốn sách là một cái ý đồ nghệ thuật, và vẫn còn quá sớm để mà Hiếu nói về cuộc đời của mình, thì Hiếu suy nghĩ sao về điều này? Câu hỏi thứ hai là, đây là cuốn sách mà Hiếu kể về cuộc đời của mình, thì nói như là cuốn hồi ký vậy. Thì thường những cuốn sách như vậy, tác giả họ sẽ chọn cách là tự mình kể, cho dù là văn phong hay là dở, nhưng mà nó cũng sẽ hàm chứa những cái cảm xúc chân thật hơn. Vậy tại sao Hiếu lại không tự mình chấp bút cho cuốn sách đầu tiên của mình? Cảm ơn Hiếu. Đó, thật ra thì khi mà chấp cuốn sách thì chắc là anh thử chấp bút lần nào chưa? Mình chưa, từ ban hồi xưa mình rất là dở, điểm khoảng 2-3 điểm thôi. Kém lắm. Tại vì mình làm gì mà mình thấy đau đầu, cái là mình không bao giờ làm được. Tại mình không có thích đó. Mình không có, coi như mình nhắm mình làm được là mình không thể nào làm được. Ví dụ như có nhiều người hát karaoke chẳng hạn, họ hát rất dở, nhưng mà thì họ sẽ không hát thôi. Còn có nhiều người thì vẫn lì, vẫn hát. Vẫn lì. Đó, thì như mình biết được, mình biết được thì mình thôi, tốt nhất mình không biết. Mình tốt khoe xấu che. Đúng rồi. Đó, cái khả năng biết, cái khả năng đó là chuẩn bị là biết. Là mình cũng thường thường nói chuyện cũng hay. Hay mà, em thấy là giờ này hay lắm. Rồi, lâu lâu cái bị gì liền. Nói chung là chữ chạy đầu không ra nhanh kịp. Thì về cái phần phát hành sách thì đối với mọi người có thể là nghĩ là cái thời điểm này không nên, ví dụ như có nhiều người là viết hồi ký, họ có thể là 60, 70 tuổi họ mới viết chẳng hạn, tại vì nhiêu đó cái lứa tuổi của họ thì nó sẽ là đủ để mà chia sẻ cho mọi người, đủ kinh nghiệm sống, đủ để mà có những cái chất liệu trong cuộc đời đó. Riêng đối với mình thì mình cảm thấy khi mà mình viết sách, ví dụ như là cái vấn đề du lịch đi, mình có thể nó không có quan trọng là trẻ hay là biết khi nào đó. Quan trọng là mình có cảm xúc nào mình biết lúc đó thôi. Ví dụ như bây giờ du lịch, Hiếu không đi du lịch, Hiếu không có phải dừng blogger đi về du lịch đi, nhưng mà Hiếu đã từng trải nghiệm, Hiếu có kinh nghiệm, Hiếu có thể viết được. Nhưng mà qua cái câu chuyện mình viết không được thì mình nhờ người khác viết thôi. Còn cái mày hỏi gì nữa là quên rồi đó. Em quên luôn rồi. Câu hỏi đầu tiên của mình là khi mà Hiếu đã cuốn sách và những cái chi tiết trong cuốn sách đó, thì có cái bài viết nói là đây là cái ý đồ nghệ thuật để mà Hiếu quảng bá cái hình ảnh của mình, thì Hiếu nghĩ sao? À, thực ra thì cũng phải đâu, phải ý đồ nghệ thuật, không phải mà đem cái con 16 của mình lên che chét chéo trên cho nó nên ta hiểu của mình là ý đồ nghệ thuật chét chéo rồi. Con 16 á, thực ra thì ai cũng muốn là một người nghệ sĩ mà được sự yêu quý của mọi người. Hiếu là một người đang được sự yêu quý của mọi người, tại vì mọi người luôn luôn nhìn nhận Hiếu là một người rất là hiền, rất là ngây ngô chẳng hạn. Mọi người không nghĩ Hiếu là một người mà như vậy. Mà Hiếu lại đem cái chuyện đó ra để mà Hiếu bôi xấu mình. Thì thật ra bởi vì sao Hiếu đưa những câu chuyện vô đó là cái chuyện thật, để mà khi Hiếu viết cuốn sách của mình Hiếu muốn thật thôi, chứ cũng không phải là ý đồ để mà câu bán sách hoặc là như thế nào. Anh hiện tại bây giờ nếu mà nói về kinh doanh bán sách hoặc là làm gì đó để mà kiếm lời thì cũng không có rồi, chưa bán mà theo gì không có rồi. Và đó là